Rất hay. Chào bây giờ. Chẳng hài ông đã khách hàng. Hoa sơn. Nào. Chúng ta sẽ đứng ở trên mặt những pha bóng đầu tiên của trận trong giải bóng chuyền. Liên tục những pha tắt bóng đều tốt. Và phòng thủ pha chơi bóng ngọt của Dương Tây. Lê Bảo Trung thay đổi người nhá. Lê Bảo Trung vào Phương mà lạch ra nhá. Đánh bóng trong sân. Ký cả Facebook cũng rồi rồi. Ban giám khảo cái người này được. Bàng Huynh, Đình Sĩ, Bụt Phong, Mạnh Hồ, Lê Tiêu. Đánh vô, đánh vô, đánh vô. Lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi. Đã đập mình đập lại, sợ cái quay đi. Đó đây này. Về rồi, ăn rồi, ăn rồi. Quay lên, lên đi. Đóng lưới rồi. Rồi đừng đóng. Lấy luôn lại hai quả đây. Lên thế mà không giữ được. Lấy rồi. 13. 13. Đánh vô, đánh vô, đánh vô. Lấy rồi. Nhặt kia thôi. Khả năng lúc chưa không cho đội 65 nhiều vào, phải tăng lên. Đúng. 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 Ai chẳng lại nào mà nó ngon nhở. Lấy đi. Bê tôn vào. Anh nói được rồi. Đó. Lấy rồi. Lấy rồi.
mặt rồi. Xe số 4 rồi. À cầu Quỳnh thế nhỉ? Tỉnh đến đến lễ cầu Quỳnh. Tốt nha. Gà mày quen rồi đấy kìa. Ba là số 7. Chết. Ba là kia. Chá thì chưa trả được. Đừng lịch cái gì không sang vùng ngoài. Thế cử đi. Máy lên. Cái này được không? Quay anh xong chân này, xong chân này anh lên, anh đang quay bên này. Ui! Đó, cái đó mà không thắng thì vào đâu. Thank you.